Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với giải bóng đá phong trào thành phố Tam Điệp lần thứ 10 năm 2022. Trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu trong khuôn khổ bảng C, lượt trận thứ hai. Cuộc đọ sức giữa các thủ FC Tuổi Trẻ và FC Ninh Thắng. Điều khiển trận đấu này là trọng tài Đỗ Xuân Trường. Vậy là tiếng còi của trọng tài Xuân Trường đã vang lên. Chúng được bắt đầu. Trận đấu đang được kênh TD Studio phát trực tiếp trên fanpage của TD và trên các không vào, như vậy là đã có bàn thắng cho các cầu thủ Ninh Thắng. Người đã dứt điểm vừa rồi là Huy Hoàng. Mặc dù đã đổ đúng hướng nhưng thủ môn Việt Hoàng vẫn không thể cản phá. Bóng đá không quá căng thẳng lại rất hiểm. Một không cho các cầu thủ Ninh Thắng. Tiếp tục là một cơi, không vào. Bàn điểm rất chính xác, đường chuyền của Văn Điệp dành cho Tiến Bình. Quá đông đội cho tình huống vừa rồi. Đó là một tình huống mà Tiến Bình hoàn toàn có thể dứt điểm, nhưng anh rất đồng đội thực hiện một đường chuyền cho Tuấn Anh. Số được nâng lên 2-0 cho Đình Thắng. Đình Thắng cho Tuấn Anh. Tuấn Anh không phải có bàn thắng, vẫn không được cơ hội cho các Tuổi Trẻ dứt điểm. Vâng, không vào. Tuổi Trẻ không vào. Hoa đang tiếp trở các cầu thủ áo trắng xanh. Điểm quyết định dứt điểm. Thì bách hai bàn cũng không phải là một bách quá lớn đối với các cầu thủ Trẻ. Dứt điểm vào. Tuấn Anh. Quả lại là Tuấn Anh đã nâng tỷ số lên 3-0. Trước đó là nỗ lực của Tiến Bình. Mình không thể ghi bàn thì ngay lập tức Tuấn Anh là một lần nữa lên tiếng. Đột phá qua hai cầu thủ rồi. Thắng Nam. Rất nguy hiểm. Bàn điểm. Dứt điểm từ xa. Điểm hai. Vẫn không một bàn thắng. Khoảng trống đã mở ra, không vào. Rất hay, quá trên đất. Không phải đây, không tiền thẳng, quá nguy hiểm. Mạnh của Viết Sơn. Bóng đá lặng tay đến mình. Rất chính xác, ơi! Nó quá hoàn hảo đối với Tuấn Anh. Đó là cú hút thích dành cho cầu thủ số 15. Nhưng trước đó là những tình huống dàn xếp có thể nói là cực kỳ bài bản của các cầu thủ Ninh Thắng. Ba nhịp chạm thôi. Ba nhịp chạm và bàn thắng đã được vào sân. Mang lại lối chơi tươi mới cho Tuổi Trẻ không? Đối với Huy Hoàng. Có thể dứt điểm, không vào. Tiếp tục là Huy Hoàng. Bên hành lang bên trái là Tuấn Anh. Cao Cường. Đường chuyền rất tốt của Cao Cường. Đã có bàn thắng cho các cầu thủ Tuổi Trẻ. Và đó là Cao Cường.
tỷ số xuống còn 1-4 sau tình huống phối hợp với Hồng Phong. Tình huống phối hợp 1-2 giữa Cao Cường và Hồng Phong bên hành lang bên trái. Điểm không vào. Hoàng Trường Tiến Bình rất nỗ lực. Được chuyền lại cho anh Hùng. Đó là bàn thắng nâng tỷ số lên 5-1 cho các cầu thủ Minh Thắng. Đó là anh Hùng. Sau khi vào sân khoảng 5 phút thôi, các cầu thủ Minh Thắng cơ hội cho Nguyễn Hữu Áp không vào. Dứt điểm. Đó là bàn thắng cho các cầu thủ tuổi trẻ. Nỗ lực rất lớn đã được đền đáp. Số lượng rút ngắn còn 2 năm. Và ghi bàn là của Trung Hiếu. Đối với Tiến Bình. Cao Cường. Các điểm. Và đó là bàn thắng thứ 3 của tuổi trẻ. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 3 năm. Hy vọng phải được thắp lên. Khoảng cách lúc này chỉ còn lại là 2 bàn mà thôi. Thắng hiệp. Thua 5-3 hay là thua 6-3 cũng vậy thôi. Đánh đâu. Rất hay. Đó là bàn thắng thứ 2 của Khắc Hiệp. Khoảng cách chỉ còn lại là 1 bàn. Số đã là 4-5. Liệu rằng có cuộc lật đổ lịch sử ngày hôm nay không? Đây, đây rồi. Hai trận đấu tiếp theo. Với đây thì mình là trực tiếp trận đấu giữa tuổi trẻ và Minh Thắng trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 của bảng C. Rất đáng chào tạm biệt. Lần thứ 10 năm 2022 chúng tôi chỉ được khép lại. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn.